Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, hiện nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bofa trên khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong khi đó, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía tây nam lưỡi áp cao này với hoạt động của đới gió đông bắc có cường độ trung bình. Thời tiết tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, các khu vực khác có mưa vài nơi. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 90%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Thưa quý vị và bà con, với tổng diện tích trồng khoảng 16.000 ha, cây cao su đang thực sự trở thành chìa khóa để giúp các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Hiện cây cao su đã phủ xanh các khu đất trống đồi núi chọc ở hầu khắp các huyện miền núi Thanh Hóa như Xuân, Ngọc Lặc, Thanh Thành, Cẩm Thủy. Riêng tại huyện Ngọc Lặc có khoảng 1.000 đến trên 2.000 ha cao su cho khai thác với tổng sản lượng đạt khoảng 900 tấn một năm, năng suất đạt 1,1 tấn mủ khô một ha một năm, giá trị trung bình ước đạt 71 triệu đồng một ha một năm. Ngọc Lặc là vùng ít gió, đa số là đất thịt, đất đỏ ba gian nên rất thích hợp với cây cao su. So với cao su cùng tuổi trồng ở miền Nam, cao su ở Ngọc Lặc cho thu nhập đạt khoảng 80%. Thuận lợi nhất khi phát triển cao su ở Ngọc Lặc là diện tích liền khu, độ dốc thấp. Năm 2012, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch trồng mới khoảng 2.500 ha cao su, trong đó diện tích trồng mới cao su tiểu điền khoảng 2.100 ha, cao su đại điền khoảng 400 ha với kinh phí là 22 tỷ đồng. Theo ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Thủy, thì giá trị cây cao su đem lại cao gấp nhiều lần so với cây trồng khác như ngô, lạc. Song không vì thế mà phát triển ồ ạt, bởi cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả thực sự của cây trồng này. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thưa bà con, năm nay, thời tiết biến động, mùa mưa ở Đắk Nông đã đến rất sớm và cũng kết thúc sớm hơn những năm trước, từ 20 đến trên 30 ngày. Do mùa khô đến từ cuối tháng 10, nắng nóng gay gắt cục bộ kéo dài nên ảnh hưởng đến vụ sản xuất thu đông này và vụ đông xuân sắp tới. Điều đáng quan tâm, tuy năm nay mùa mưa đến sớm, nhưng tổng lượng mưa trong cả năm cũng thấp hơn những năm trước. Hiện nay đã kết thúc mùa mưa, nhưng nhiều hồ đập trong tỉnh Đắk Nông vẫn chưa tích đầy nước nên không đáp ứng yêu cầu tưới nước cho lúa, hoa màu vụ đông xuân và tưới cây cà phê cùng các loại cây trồng khác trong mùa khô. Trong thời điểm khô hạn và nắng nóng gay gắt này, bà con nông dân một số nơi trong tỉnh đã phải bơm nước tưới cho ngô vụ thu đông, gieo muộn và hoa màu vụ thu đông. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu, mùa khô năm 2013 ở Đắk Nông sẽ kéo dài và nắng hạn gay gắt hơn những năm trước. Do vậy, ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu nông dân trong quá trình sản xuất và chăm bón cây trồng phải thực hiện tưới nước hợp lý và tiết kiệm. Đối với những địa bàn gieo trồng lúa thường vụ bị hạn cuối vụ như là Krông Nô, Đắc Min và Cư Rút, trong vụ sản xuất đông xuân tới cần phải chuyển sang trồng các loại cây cần ít nước tưới hoặc loại cây chịu hạn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ,
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!